Tại Thái Lan, những giải đấu Muay Thái hấp dẫn nhất luôn là những giải đấu có sự tham gia của những võ sĩ nhí. Những em đôi khi mới chỉ 8-9 tuổi đã được huấn luyện từ nhỏ để thi đấu kiếm tiền, ra những khoản tiền thưởng lớn với hy vọng đổi đời và giúp gia đình thoát nghèo. Một bộ môn thi đấu tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và ngay cả tính mạng. Hãy cùng tìm hiểu những góc khuất của những cậu bé theo nghề võ Muay Thái Thái Lan trong mục Gương mặt cửa sổ ASEAN tuần này. Tata đang háo hức được quay trở lại võ đài Muay Thái. Đã 5 tháng rồi cậu bé không được thi đấu. Lệnh cấm tụ tập đông người nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Thái Lan đã khiến mùa giải Muay Thái phải tạm hoãn một thời gian dài. Trong khi số tiền kiếm được từ những trận Muay Thái này là nguồn thu nhập chính của gia đình cậu bé 9 tuổi. Khi dịch COVID-19 bùng phát lần đầu, tình cảnh của gia đình tôi đã rất tệ. Nhưng khi đó, chúng tôi vẫn còn xoay sở được để tồn tại bằng cách sử dụng số tiền tiết kiệm được từ những trận đấu mà Tata tham gia. Đợt bùng phát lần 2 này sẽ còn tồi tệ hơn. Lần này, chúng tôi không còn tiền và không có khách hàng nào mua thức ăn của tôi. Tata sống cùng mẹ và chị gái. Mẹ cậu bé bán đồ ăn vặt trên đường phố. Gia đình của Tata trông chờ cậu bé có thể giúp gia đình thoát nghèo. Họ kỳ vọng Tata sẽ trở thành một võ sĩ Muay Thái chuyên nghiệp. Mẹ em nói với em rằng nếu em tiếp tục tham gia các giải Muay Thái thì một ngày nào đó em có thể kiếm đủ tiền mua nhà, mua xe hơi và kiếm thêm tiền cho mẹ. Theo Hiệp hội Quyền Anh chuyên nghiệp Thái Lan, ước tính hiện có khoảng 300.000 trẻ em dưới 15 tuổi tại nước này đang theo đuổi môn võ Muay Thái. Để tham gia các giải đấu, các em chỉ cần có sự đồng ý của phụ huynh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn những rủi ro về sức khỏe. Đấu Muay Thái có thể khiến các em bị thấp còi, gặp các vấn đề lâu dài về thần kinh, tổn thương não và tàn tật. Muay Thái có thể gây chấn thương sọ não. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó ở các võ sĩ lớn tuổi. Họ có nguy cơ bị mất trí nhớ, mất khả năng kiểm soát cơ bắp, mắc bệnh Parkinson và bệnh nhược cơ. Mức độ các triệu chứng phụ thuộc vào mức độ tổn thương. Tỷ lệ rủi ro là rất cao và nó sẽ dẫn tới khuyết tật. Thực tế là năm 2018, cậu bé 13 tuổi người Thái Lan Anucha Kochana đã tử vong do xuất huyết não sau một trận đấu võ Muay Thái chuyên nghiệp. Điều đáng nói là trong trận đấu đó, Kochana thi đấu mà không có bất kỳ phương tiện bảo hộ nào. Cậu đã bị đối thủ đấm liên tục vào đầu trước khi ngã xuống. Cái chết của Anucha Kochana khi đó đã gây chấn động dư luận Thái Lan và làm dấy lên làn sóng yêu cầu các nhà làm luật Thái Lan sửa đổi luật cấm trẻ dưới 12 tuổi được thi đấu môn Muay Thái. Tuy nhiên, đề xuất này sau đó vẫn không được trình lên Quốc hội, liên quan đến những lợi ích về doanh số và sự nổi tiếng mà bộ môn Muay Thái mang lại cho Thái Lan. Quay lại với Tata, cậu bé hồi tưởng lại những lần bị bầm dập vì thi đấu. Em luôn bị bầm tím ở ống chân và thường phải chườm đá để giúp vết thương mau lành. Tôi thực sự cảm thấy xót xa con trai mình khi nó bị thương. Nó bị thương khi ở trên sàn đấu, nhưng luôn cố gắng che giấu điều đó và mãi sau đó mới kể với tôi. Cả Tata và mẹ cậu đều không mong muốn điều gì bất trắc sẽ xảy đến với cậu bé. Nhưng những hình ảnh về cậu bé 13 tuổi tử vong vì xuất huyết não do bị hạ gục trên võ đài Muay Thái năm 2018 vẫn còn ám ảnh Tata. Tata cũng là một trong số những võ sĩ tham gia giải đấu năm đó.